Nạ Lương, cây cầu dài hơn 2.200m vừa khánh thành vào tháng 4 năm 2015, mở ra một triển vọng thúc đẩy hợp tác hiệu quả tốt đẹp hơn nữa giữa Campuchia và Việt Nam. Vậy nhưng Nạ Lương cũng là tên của một địa danh gắn với một sự kiện đau thương của nhân dân Campuchia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Là nỗi đau của ngày hôm qua, nhưng cũng là niềm hy vọng của ngày hôm nay và ngày mai. Bởi thế, người ta gọi Nạ Lương là cây cầu của số phận.